hơn 1,4 tỷ mét khối là tổng lượng nước được xả từ các hồ thủy điện thuộc EVN trong đợt 1 đổ ải vụ đông xuân 2022-2023. Vậy, tình hình lấy nước đổ ải các địa phương đã đang được triển khai như thế nào? Tính đến hết ngày 9 tháng 1, kết thúc đợt 1 đổ ải vụ đông xuân 2022-2023, tổng diện tích gieo cấy của các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nước là 121.942 ha, đạt 24,5% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Trong đó, các tỉnh có tỷ lệ lấy nước cao là Phú Thọ 51,2%, Nam Định 49,5%, Vĩnh Phúc 47,8%, Ninh Bình 40,1%. Năm nay thì Bộ chỉ đạo các địa phương chúng ta chỉ lấy nước 2 đợt thôi. Chính vì thế là ngay đợt đầu này ấy, thì các địa phương cũng đã mà có điều kiện đã bắt đầu tập trung lấy nước. Có thể nói là Tập đoàn Điện lực Việt Nam ấy, là thứ nhất là phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Chính phủ về lấy nước đổ ải trong suốt những năm vừa qua. Thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với tập đoàn làm cố gắng làm sao mà tiết kiệm nhất có thể để đảm bảo vừa phục vụ được sản xuất, vừa cho bà con nhưng mà cũng phải phục vụ cho cái việc phát điện. Cũng là vì mục tiêu phát triển chung của đất nước. Thực ra để lấy nước hiệu quả thì nó có hai yếu tố. Trước khi lấy nước thì phải chuẩn bị đầy đủ các cái khu tích nước, nạo vét kênh mương để vừa dẫn nước tốt, vừa cũng là những cái khu tích trữ nước. Để đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, từ cuối năm 2022, EVN đã chỉ đạo tích nước tối đa các hồ chứa thủy điện của miền Bắc. EVN cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện để tăng cường nguồn nước về hạ du. Để đảm bảo cái xả nước đổ ải thì về phía tập đoàn chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị phát điện để vẫn cố gắng để đáp ứng cái yêu cầu nước cho phục vụ cho đổ ải. Tập đoàn cũng chỉ đạo cho các cái điện lực khu vực phía Bắc này thì là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả các cái trạm bơm. Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 8 tháng 2. EVN và các đơn vị đã lên kế hoạch để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước và đảm bảo điện cho nhiệm vụ quan trọng này. Mỗi năm, hàng tỷ mét khối nước từ các hồ thủy điện đã được cấp phục vụ đổ ải vụ đông xuân các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, cũng như chống hạn, rửa mặn cho các tỉnh thành miền Trung, miền Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà EVN và các đơn vị vẫn luôn thực hiện tốt, dù trong bối cảnh nhiều năm khó khăn do hạn hán. Thông tin cụ thể về kết quả hai đợt cấp nước đổ ải vụ đông xuân năm nay sẽ tiếp tục được YouTube Điện lực Việt Nam EVN News cập nhật trong các video tiếp theo. Kính mời quý vị đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ nhé!